Bản tin tuần Valang News số 47 mở đầu bằng tin vui. Bạn Nguyễn Hồng Khải Vi, sinh viên khóa 27 ngành thanh nhạc, giành được danh hiệu Đại sứ biển môi trường tại cuộc thi Hoa hậu biển môi trường 2022. Khải Vi còn xuất sắc giành giải phụ Người đẹp tài năng với phần trình diễn ca khúc Cảm ơn một đóa xuân ngời. Xin chúc mừng Khải Vi, chúc bạn ngày càng tỏa sáng và hoàn thành sứ mệnh Đại sứ biển môi trường 2022 nha. Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Hoa hậu Phùng Trương Trân Đài trình diễn bộ trang phục dân tộc Kim Thực do bạn Nguyễn Minh Triết, sinh viên khóa 27 ngành thiết kế thời trang thực hiện tại cuộc thi Miss International Queen Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2022 được tổ chức tại Thái Lan. Bộ trang phục hoàn thiện với sự hỗ trợ của nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông, cựu sinh viên khóa 17 ngành thiết kế thời trang. Trang phục kết hợp giữa dáng áo dài và chiếc áo tứ thân truyền thống của người Việt, lấy ý tưởng từ hình ảnh cây lúa, con cò, chim hạc và biểu tượng mặt trời. Valang News chúc mừng Minh Triết với dấu ấn thiết kế ấn tượng tại cuộc thi Miss International Queen nha. Xin chào, mình là Thiên Phú. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả các bạn trong số bản tin tuần Valang News số 47. Bản tin được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh Fanpage và YouTube Trường Đại học Valang. Bản tin sẽ cung cấp những thông tin về đời sống sinh viên, các sự kiện nổi bật của Valang trong suốt một tuần vừa qua. Nối tiếp sự thành công của sinh viên Valang tại các đấu trường nhan sắc uy tín tại Việt Nam và trên thế giới. Tuần vừa qua, các hoạt động, sân chơi dành cho sinh viên Valang được các khoa, viện đào tạo tổ chức vô cùng sôi nổi. Hãy cùng mình điểm qua những hoạt động này ngay sau đây nha! Vừa qua, 25 sinh viên ngành thiết kế mỹ thuật số khoa mỹ thuật và thiết kế Valang đã bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022. Các bạn sinh viên lựa chọn nhiều đề tài thú vị, độc đáo như game chiến thuật, game mô phỏng nấu ăn, phim hoạt hình. Bạn Văn Ngọc Đan Thư xuất sắc đạt thủ khoa đồ án tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022 với đồ án Fantastic Plans, đạt 9,26 điểm từ hội đồng chấm đồ án. Đồ án không chỉ được đánh giá cao về ý tưởng độc đáo, kỹ thuật thể hiện mà còn được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng về các loài thực vật trên thế giới. Xin chúc mừng Đan Thư và các bạn sinh viên hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình nha! Ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2022, 171 sinh viên ngành thiết kế đồ họa bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022 với 6 hội đồng. Các đồ án đa dạng về ý tưởng, kỹ thuật thể hiện, digital hóa ấn phẩm đồ họa, tiếp cận với xu hướng phát triển mới của ngành đồ họa như bộ nhận diện thương hiệu, minh họa sách, chiến dịch truyền thông, ứng dụng điện thoại, đồ họa game. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp đầy tâm huyết của mình. Ngày 24 tháng 6 năm 2022, ngành thiết kế thời trang tổ chức buổi chấm đồ án tốt nghiệp cho các bạn sinh viên khóa 24. 22 bộ sưu tập với 22 màu sắc cá tính riêng, đa dạng ý tưởng độc đáo như virus COVID-19, kén bướm, nhạc bohemian, các loài thực vật và động vật, di sản văn hóa dân tộc. Các đồ án được thực hiện chỉnh chu qua kỹ thuật thiết kế, poster, portfolio, video giới thiệu trang phục. Hội đồng đánh giá các đồ án có tính ứng dụng cao, lồng ghép ý đồ nghệ thuật và những câu chuyện nhân văn thông qua cách chọn chất liệu, phụ kiện, cách sắp xếp họa tiết và các kỹ thuật về cắt, may, in. Nằm trong khuôn khổ chuỗi workshop Biên dịch Văn học Hàn Quốc 2022, ngày 22 tháng 6 năm 2022, Viện Ngôn ngữ Valang tổ chức buổi giao lưu cùng nhà văn Kim Eran bằng hai hình thức online và offline. Tại buổi workshop, nhà văn Kim Eran giới thiệu truyện ngắn Chạy đi cha ơi và giao lưu cùng các bạn sinh viên về các tác phẩm của cô đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Buổi workshop không chỉ giúp các bạn sinh viên hiểu hơn về các tác phẩm văn học Hàn Quốc mà còn có thêm nhiều kiến thức bổ ích về biên phiên dịch Việt Hàn. Ngày 18 tháng 6 năm 2022, chung kết cuộc thi vũ đạo Universe Dance Competition với sự tham gia của 15 nhóm nhảy sinh viên từ các trường đại học. Cuộc thi được tổ chức bởi Lyricist Dance Company, dành cho tất cả các bạn sinh viên yêu thích vũ đạo. Đại diện trường đại học Valang, nhóm nhảy CD Crew có mặt trong top 15 với phần trình diễn mãn nhãn đầy cảm xúc. Vị trí quán quân thuộc về GDT Crew đến từ trường đại học Kinh tế. Giải nhì thuộc về Big Boom Dance Team, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Và giải ba thuộc về Black Cow Reel, Đại học Ngoại thương.
Và Lan News xin chúc mừng đại diện các trường. Hy vọng Universe Dance Competition sẽ trở thành cuộc thi đặc trưng của lĩnh vực vũ đạo trong tương lai. Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm được nhiều cơ hội phát triển bản thân, cơ hội tìm việc thực tập, tìm kiếm việc làm, Trường Đại học Văn Lang đã triển khai hợp tác ký kết với các doanh nghiệp uy tín trên cả nước. Hãy cùng mình điểm qua các sự kiện nổi bật này ngay sau đây nha. Ngày 18 tháng 6 năm 2022, Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp và ký kết MOU hợp tác với 22 doanh nghiệp chiến lược. Hội nghị là cơ hội để các đơn vị gắn kết và phát triển, hướng đến việc đôi bên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế. Theo biên bản hợp tác, các doanh nghiệp sẽ phối hợp cùng khoa và nhà trường thực hiện mô hình liên kết trong các hoạt động tư vấn và nghiên cứu, gắn với đào tạo theo định hướng nghề nghiệp, hội nhập quốc tế, tạo cơ hội cho các bạn sinh viên và giảng viên tham gia hoặc nhận được các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp từ doanh nghiệp. Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Hiệp hội các trường đại học Cao đẳng Việt Nam phối hợp cùng Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Lang tổ chức tọa đàm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch thích ứng với bối cảnh bình thường mới, với sự tham gia của hơn 40 trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, du lịch tại Việt Nam. 6 bài tham luận đã đóng góp nhiều giải pháp giải quyết bài toán về nguồn nhân lực du lịch. Qua đó, các trường có thể linh hoạt điều chỉnh, cải tiến chương trình đào tạo, ứng dụng công nghệ mới trong chương trình học, đáp ứng nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực của xã hội. Ngày 22 tháng 6 năm 2022, Viện Đào tạo Văn hóa Nghệ thuật và Truyền thông đã tổ chức buổi tọa đàm giao lưu Văn học giải phóng, những ký ức không phai, với sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ, nhà báo có đóng góp giá trị cho sự phát triển của giai đoạn văn học giải phóng miền Nam. Qua những thước phim tài liệu và lời kể sống động của các khách mời, sinh viên Văn Lang được trở về không gian lịch sử hào hùng của dân tộc. Qua đó, các bạn trẻ có cái nhìn tổng quan hơn về văn học giải phóng, phong cách cùng lý tưởng của những nhà văn được gửi gắm qua từng con chữ. Ngày 18 tháng 6 năm 2022, Khoa Khoa học Cơ bản đã tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm 50 năm trận Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. Kết hợp giữa tọa đàm lý thuyết và trò chuyện trao đổi, giúp sinh viên có thêm những kiến thức phong phú về lịch sử dân tộc và cơ hội tiếp cận môn học dưới góc nhìn đổi mới và sáng tạo. Buổi giao lưu đã đưa sinh viên và thầy cô đến với câu chuyện có thật thời chiến của 50 năm trước, giúp sinh viên có thêm những bài học quý giá và nâng cao tinh thần tự tôn dân tộc. Ngày 18 tháng 6 năm 2022, Khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông đã tổ chức buổi workshop Năng lượng lãnh đạo và khởi nghiệp sáng tạo, với mong muốn tạo cơ hội học tập, giúp các bạn sinh viên có thêm nhiều kiến thức về nghề nghiệp, kỹ năng lãnh đạo. Tại buổi workshop, các diễn giả đã chia sẻ và phân tích về những cơ hội, thách thức của khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời nhấn mạnh những tố chất cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc. Qua những thông tin bổ ích của buổi workshop, chúc các bạn sinh viên Văn Lang trở thành nhà sáng tạo tài ba trong hành trình khởi nghiệp và chinh phục tri thức. Ngày 18 tháng 6 năm 2022, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên tổ chức buổi seminar ứng dụng tâm lý học hình học vào giảng dạy. Tại buổi seminar, Thạc sĩ Lê Huy Tùng đã tổ chức một số trò chơi đưa ra những vấn đề liên quan về tâm lý học hình học để các giảng viên tham dự có thể làm việc nhóm với nhau, cùng nhau bàn luận, đưa ra cách giải quyết tối ưu. Chuỗi seminar học thuật cà phê thứ 7 sẽ còn tiếp diễn với nhiều hoạt động thú vị khác trong thời gian tới. Các bạn hãy cùng đón chờ nha! Trong giai đoạn nước rút của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Trường Đại học Văn Lang đã lên sóng số đầu tiên livestream tư vấn xét tuyển đại học 2022 nhằm giúp tất cả các bạn học sinh có thể giải đáp tất cả các câu hỏi liên quan về tuyển sinh và tìm ra được phương thức xét tuyển cho riêng mình. Bên cạnh chương trình livestream tư vấn hướng nghiệp Văn Lang Q&A, ngày 23 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang lên sóng số đầu tiên trong series livestream tư vấn xét tuyển đại học 2022, đồng hành cùng thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học có nhiều thay đổi về quy chế. Trong số đầu tiên, các bạn học sinh được gặp gỡ tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên phó giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và tiến sĩ Võ Văn Tuấn, phó hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Văn Lang.
Tại chương trình, các bạn học sinh được tìm hiểu về những điểm mới trong quy chế tuyển sinh, lộ trình đăng ký nguyện vọng và xét tuyển, cũng như có những bí kíp để lựa chọn ngành học, phương thức xét tuyển tối ưu. Với những thông tin trong số livestream, mong rằng các bạn thí sinh đã có thêm những thông tin bổ ích trước khi bước vào kỳ thi quan trọng nha! Nhân dịp 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Fanpage Văn Lang News tổ chức cuộc thi online dành cho các bạn trẻ đam mê viết lách Tôi chọn gia đình Văn Lang, với chủ đề Chọn trường đại học là chọn một hành trình. Cuộc thi nhận bài đến hết ngày 21 tháng 7 năm 2022, mở cổng bình chọn đến hết 20 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2022. Sinh viên dự thi gửi bài viết, hình ảnh theo thể lệ ban tổ chức yêu cầu. Giải thưởng bao gồm một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba, ba giải khuyến khích, một giải bình chọn, hai giải hình ảnh ý nghĩa và hai giải câu chuyện ấn tượng. Các bạn sinh viên Văn Lang nhanh tay tham gia cuộc thi để mang về cho mình những phần quà giá trị nha. Nhằm tạo thêm cơ hội thỏa sức sáng tạo, mang đến diện mạo mới hiện đại cho lĩnh vực của trường Đại học Văn Lang, nhà trường chính thức phát động cuộc thi ý tưởng thiết kế mascot VL Unique diễn ra đến ngày 8 tháng 7 năm 2022, dành cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, cựu sinh viên, học viên của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Văn Lang. Các ý tưởng thiết kế xuất sắc sẽ nhận được giải thưởng bao gồm một giải nhất trị giá 10 triệu đồng, một giải nhì trị giá 7 triệu đồng, một giải ba trị giá 5 triệu đồng, giải thưởng thiết kế được yêu thích nhất trị giá 3 triệu đồng, và đặc biệt là cơ hội tham gia hoàn thiện bộ mascot chính thức của Văn Lang. Bài dự thi gửi về đúng theo đường link quy định của cuộc thi, file thiết kế hoặc file scan bản vẽ thiết kế, tên mascot và giới thiệu về ý tưởng. Đây là dịp để các thành viên trong đại gia đình Văn Lang thể hiện ý tưởng sáng tạo của mình và kỹ năng thiết kế đó nha. Bản tin tuần Văn Lang News số 47 xin được khép lại tại đây. Các bạn hãy nhớ đón xem bản tin trên Fanpage và YouTube Trường Đại học Văn Lang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong số bản tin Văn Lang News tuần sau.